Tiếp tục phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay các đại biểu đã cho ý kiến về đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp. Qua thảo luận, đa số đại biểu tán thành với nhiều nội dung được đề xuất trong tờ trình bởi đã bao quát được các vấn đề cần phải đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Một số đại biểu đã cho ý kiến về việc đổi mới hoạt động lập pháp, hoạt động giám sát, đổi mới cả về nội dung và hình thức trong quá trình thảo luận tại tổ. Có ý kiến cho rằng trong hoạt động chất vấn cũng cần phải đổi mới theo nhóm vấn đề và dành toàn bộ thời gian cho việc trả lời câu hỏi trực tiếp. Đề cập đến việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, nhiều đại biểu cho rằng cần đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Các đại biểu cũng nêu ra những kiến nghị cần đổi mới trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc xây dựng đề án tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trên tinh thần đó, việc xây dựng đề án phải kế thừa và phát huy hiệu quả những kinh nghiệm và thành tựu đã đạt được của các khóa Quốc hội trước đây, từng bước khắc phục những hạn chế trong thực tiễn hoạt động của Quốc hội, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, tinh thần đoàn kết, hợp tác, tính sáng tạo của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, để Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.